Thưa anh chị em, trong năm phục vụ thì tháng cuối cùng được gọi là tháng các linh hồn. Và trong tháng các linh hồn thì không những chúng ta tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã qua đời, mà còn là dịp Hội Thánh mời gọi chúng ta ý thức về vận mệnh tối hậu của mình. Cho nên anh chị em, nếu mà đặt bài tin mừng vừa mới nghe ở trong bối cảnh của tin mừng Matthew, thì sẽ thấy ví dụ ngôn về 10 trinh nữ này nằm ở trong phần gọi là bài giảng về cánh chung. Có nghĩa là bài giảng của Chúa Giêsu về những sự cuối cùng, đó là cái chết, là phán xét, là tận thế, là trời mới, đất mới. Thế cho nên chúng ta dừng lại một chút để suy nghĩ về sự chết. Cách đây ít tuần, trước khi đi họp hội đồng giám mục, tôi đi thăm các cha ở nhà dưỡng lão. Cách riêng là có một cha đang lâm trọng bệnh. Ngài nắm tay tôi, Ngài nói: Đức cha cầu nguyện cho con được chết sớm, đau đớn quá, khó chịu quá. Đúng là một cái lúc nào đó mà chúng ta cảm thấy nó đau khổ quá, về thể xác và về tinh thần. Và những lúc đấy mình có thể mong chết sớm. Thế nhưng thông thường mà nói, thì nói đến cái chết, ai trong chúng ta cũng cảm thấy buồn phiền, sợ hãi. Có ai trong anh chị em mong chết không? Và cái lý do sâu xa nhất đó, là bởi vì khi chết, mình phải giã từ một thế giới hết sức là thân quen, với những kỷ niệm, những quan hệ thật sâu sắc, thật gần gũi, để rồi mình bước vào một thế giới mà không biết là cái thế giới nó ra sao cả. Cho nên ai cũng hoang mang, ai cũng sợ hãi. Và gắn với sự sợ hãi là nỗi buồn phiền. Không ai trong chúng ta có kinh nghiệm về sự chết để mà kể cho người khác cả. Người khác có thể nói với chúng ta nhiều kinh nghiệm lắm, kinh nghiệm về đau khổ, kinh nghiệm về tình yêu, kinh nghiệm về hạnh phúc, kinh nghiệm về làm ăn. Nhưng mà có ai có thể nói cho anh chị em nghe kinh nghiệm về sự chết không? Bởi vì khi người ta có kinh nghiệm rồi thì hết nói được còn gì nữa. Cho nên mình không biết gì hết, hoang mang, sợ hãi. Thế nhưng có một đấng, một đấng đã chết, đã được chôn táng trong mộ, và đấng ấy đã sống lại. Đấng ấy và chỉ có một mình Ngài mới có thể nói cho chúng ta biết chết là gì, và có cái gì đằng sau sự chết. Đấng ấy là Chúa Giêsu Kitô. Vậy thì Chúa Giêsu một cụ thể trong bài tin mừng hôm nay nói với anh chị em và tôi như thế nào về cái chết đấy? Rất lạ. Ngài bắt đầu câu chuyện như thế này: nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chàng rể. Chết không phải là đi vào hư vô, mà là chết là đi vào nước trời, như chúng ta vẫn nói là lên thiên đàng. Được diễn tả bằng hình ảnh của bữa tiệc, cái hình ảnh quen thuộc ở trong Kinh Thánh để diễn tả về nước trời. Và trong nước trời thì chúng ta được gặp gỡ và kết hợp với Chúa. Ở đây được diễn tả bằng hình ảnh cô dâu và chú rể, một đám cưới. Cho nên điều rất lạ là Chúa Giêsu lại nói với mình về cái chết như là một biến cố
vui mừng, đám cưới mà phải vui chứ. Và tôi biết điều này khó lắm, nhưng mà trong cái nhìn đức tin á, mình được mời gọi để nhìn tích cực như vậy. Có lần tôi dự lễ tang của một linh mục dòng. Khi hạ quan tài của vị linh mục đó xuống huyệt, các cha, các thầy ở trong nhà dòng lần lượt mỗi người một cành hoa, hoặc là có người cầm một nắm đất thả xuống mộ. Và trong lúc đó thì tất cả cùng hát lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước tìm về bên Chúa, nguồn vui suối an hòa. Cái bài hát rất là quen, nhưng mà khi hát cái bài đó trong giây phút đấy, khi mà người ta hạ huyệt, khi mà anh em ở trong nhà cầm một nắm đất ném xuống huyệt, nghe cái bài hát nó khác hẳn. Thực sự nó diễn tả niềm vui của đức tin. Nhìn cái chết rất là tích cực. Nhưng Chúa Giê-xu cũng cảnh báo chúng ta là cái chết nó đến bất ngờ. Mười cô trinh nữ đi đón chàng rể. Anh chị em biết là theo tục lệ của Do Thái lúc bây giờ đó, thì người ta đi đón dâu vào ban đêm, ban tối. Và đây là phần vui nhất ở trong một đám cưới. Chú rể đến tận nhà cha mẹ của dâu rồi đón cô dâu về ngôi nhà mới của hai vợ chồng. Rồi những người mà phụ dâu thì đi hộ tống và tay cầm đuốc để soi đường. Và khi đến nơi thì người ta bắt đầu là ăn tiệc, rồi ca hát, rồi múa nhảy. Cái phần rất là quan trọng, tràn ngập niềm vui. Nhưng mà ông chú rể này không biết là ông làm sao mà ông đến trễ. Thành thử ra các cô đều thiếp đi và ngủ hết. Ông ấy đến trễ cho nên khi ông đến nó rất là bất ngờ. Thực sự chúng ta không ai chắc được là một lúc nào đó Chúa gọi mình về với Chúa qua cái chết. Anh chị em có tưởng tượng ông Sáu ông ấy chết rồi không? Mới đầu tuần đây tôi còn thấy ông Sáu đi đóng cổng tòa giám mục, đi tắt đèn ở khuôn viên tòa mục. Sáng nay tôi nghe tin ông chết rồi. Mà chúng ta đang sống trong cái năm mà cả thế giới người ta chết vì dịch bệnh. Rồi ở Việt Nam mình thì chết vì bão lũ, vì sạt lở. Đến rất rất bất ngờ. Và chính vì bất ngờ như thế cho nên Chúa Giê-xu nhắn nhủ chúng ta: các con hãy tỉnh thức, không biết ngày nào giờ nào. Và nếu tỉnh thức á, thì chuẩn bị. Anh chị em để ý chi tiết này trong dụ ngôn Chúa Giê-xu kể: chàng rể đến chậm, các cô thiếp đi và ngủ cả. Cả 10 cô nhé, chứ không phải là chỉ có 5 cô ngủ đâu, cả 10 cô ngủ. Thế thì những cô mà được gọi là khôn đó, khác những cô dại ở chỗ nào? Ở chỗ là họ đem đèn mà họ đã chuẩn bị sẵn cả dầu để phòng xa, nhỡ có sự cố gì chăng. Khác nhau ở chỗ đó thôi. Họ chuẩn bị từ xa. Thế thì chúng ta cũng được mời gọi để đừng chỉ mang đèn mà còn phải có dầu. Và Thánh Augustino giải thích đèn là gì? Đèn là đức tin. Anh chị em có nhớ ngày mình chịu phép rửa tội không? Mà lúc đó nhỏ quá đâu có nhớ gì, đâu có biết gì đâu. Thế nhưng mà bây giờ mình tham dự nghi thức ban bí tích rửa tội á, thì anh chị em cũng thấy thôi.
Sau khi linh mục đổ nước rửa tội rồi thì có một vài nghi thức gọi là diễn nghĩa. Mà việc đầu tiên là gì? Trao nến sáng, đèn tượng trưng đức tin. Anh chị em có nhớ ở trong đêm vọng phục sinh đó, cái nghi thức mà mình làm ở cuối nhà thờ trước khi rước vào nhà thờ là gì không? Làm phép lửa. Sau đó linh mục chủ sự lấy lửa mới đó mà thắp lên ngọn nến phục sinh, và thầy phó tế rước ngọn nến đó mà tung hô ánh sáng Chúa Kitô. Cho nên đèn ở đây nó là hình ảnh biểu tượng cho đức tin của chúng ta, tin vào Chúa, tin vào lời của Chúa. Nhưng mà như thế mà thôi thì chưa đủ, phải có dầu. Thánh Augustino giải thích là đức ái. Bởi vì không phải chỉ kêu lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, Chúa nói vậy. Nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý cha ta ở trên trời. Cho nên tin vào Chúa, một niềm tin thực sự, nó phải được thể hiện qua đức ái. Một cuộc sống, đặc biệt là sống với điều răn yêu thương Chúa ban bố cho chúng ta. Đó là cách chuẩn bị tốt nhất. Thưa anh chị em, để thường xuyên sống với thái độ tỉnh thức mà Chúa mời gọi, theo kinh nghiệm bản thân của mình và cũng là sự hướng dẫn của các nhà đạo đức, tôi thấy có một cách rất đơn sơ mà tốt lắm, đó là xét mình hàng ngày, đặc biệt trước khi đi ngủ. Chúng ta dành một vài phút thinh lặng đối diện với lương tâm của mình, đối diện với chính Chúa, để xem mình sống ngày hôm nay làm sao, còn cái gì vướng mắc không. Nếu còn có cái gì vướng mắc, xin Chúa tha thứ cho và đi ngủ trong bình an. Và nếu cần sửa đổi cái gì cụ thể thì ngày mai mình có thể làm. Thế cho nên nếu chúng ta trung thành cái việc xét mình hàng ngày, biết rõ mình trước mặt Chúa, biết được cái hay và biết cả cái dở của mình, khuyết điểm của mình, tội lỗi của mình ở chỗ nào, xin Chúa tha thứ cho và mình cố gắng để sửa đổi những điều chưa tốt. Đó là cách rất đơn sơ mà cụ thể để giúp chúng ta sống lời Chúa ngày hôm nay. Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào.